Chào khán giả đang theo dõi Yan TV. Mỹ Linh đang ngồi ở nội thất của nhà sinh để sẽ quay video clip mới cho album mới sắp phát hành, tóc ngắn acoustic của Mỹ Linh. Anna Mai, con lấy cho mẹ cái thân to này đây. Để mẹ nhìn xem tóc thế nào. Mẹ không quen được tóc giả cho mẹ chắc buồn cười lắm. Chúng tôi quyết định chọn bài hát lời bài hát lý do bởi vì bài hát này là một bài hát rất là tình cảm. Nó nói về tình cảm mẹ con và đặc biệt là tình cảm giữa mẹ và con gái. Chính chị Mỹ Linh đã viết lời bài hát này khi mà nghĩ tới những người con của mình. Chính vì thế mà khi mà làm video clip lời bài hát thì đã quyết định là nội dung video clip cũng sẽ có sự có mặt của Mỹ Anh và Anna là hai cô con gái của chị Mỹ Linh. Có thể thấy là trong video clip tình cảm mẹ con nó rất là tự nhiên, rất là gần gũi và không có một tí nào, không cần một tí diễn xuất nào cả. Hôm nay Mỹ Linh với hai con gái của mình quay cái video clip bài hát lời bài hát nhạc của anh Quân và lời do Mỹ Linh viết. Video clip này rất là đặc biệt bởi vì đó là sự xuất hiện của ba mẹ con nhà. Ơi, quá dễ thương. Đây được mẹ. Nội dung video clip lời bài hát cũng không có một câu chuyện cụ thể mà là một tập hợp những cái khoảnh khắc mà người mẹ đồng hành cùng với người con trải qua năm tháng, qua muộn buồn vui, thì cái sự hiện diện, sự quan tâm của người mẹ luôn luôn mang lại những gì mà tuyệt vời nhất cho con cái. Để mà khi mà xem thì ai cũng có thể cảm nhận được là tình cảm đấy có thể thấy ở khắp mọi nơi và là ai cũng có được. Đây này, chủ yếu thôi. Để mà kể trao đổi với nhau một chút. Trao đổi với nhau. Đúng rồi. Cười vẫn đang trên tinh thần là buồn hồi nãy, chứ cười tươi luôn à? Buồn cười. Mỏng quá nhỉ. Coi coi dễ bỏng mẹ. Đứt hết tóc này. Thung sướng và rời tóc. Mỹ Linh rất mong là đấy là một kỷ niệm đẹp. Sau này khi các con lớn lên thì sẽ có video clip này giữ lại. Và mong rằng khi video clip này ra mắt sẽ được khán giả đón nhận đồng nhiệt.